Hôm nay mình sẽ trải nghiệm và mình sẽ nói về một số ưu nhược điểm của Cloud Game Gassin Pass, và mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn một cái VPN mới mà giúp các bạn đổi vùng của Sacley để mà tải được Cloud Game Gassin Pass nha. Bạn đang có nhu cầu mua hạt Genshin, hãy đến ngay với shop Genshin Việt. Hạt siêu ngon, giá siêu rẻ, đặc biệt là những trò chơi cực kỳ hấp dẫn, mua một tặng một. Còn chần chờ gì nữa, đến ngay với shop Genshin Việt, uy tín đặt lên hàng đầu. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Phúc Thế Kể đây. Thì dạo thời gian gần đây các bạn hay hỏi mình là anh ơi, Cloud Game Genshin Pass này có tải được trên iOS không? Và có tải được trên máy tính không? Hiện tại máy tính chỉ sử dụng được giả lập, tức là các bạn phải tải một cái ứng dụng giả lập để mà mình chơi y chang trên điện thoại các bạn, nó thì mới được ha. Hoặc là nếu mà các bạn tải trên iOS thì các bạn phải chờ, tại vì cái thời điểm hiện tại là chơi trên iPhone thì chưa có thể chơi nha các bạn ha. Mình chỉ có thể chuyển dùng ở bên Android và mình chơi thôi ha. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái VPN mới để mà các bạn có thể tải Cloud Game Genshin Pass ở trên Sacley ha. Và mình cũng sẽ nói luôn một cái số bất cập của cái Cloud Game Genshin Pass này với lại Refresh Now ha. Các bạn lên Sacley, các bạn gõ cho mình đó là Indonesia VPN, thì các bạn chọn cái app VPN này cho mình ha. Cái app mà VPN Indonesia Limited này các bạn, đó thì anh em chọn cái app này nó mới đúng ha. Rồi đây mình sẽ ra mình cho các bạn xem, thì hiện tại là mình kiếm không được cái app Cloud Genshin đây ha, anh em kiếm không được cái app Cloud Genshin ha. Bây giờ là mình sẽ tải cái ứng dụng VPN này để mình chuyển vùng của Sacley ha. Rồi ok, bây giờ mình mở lên. Rồi sau đó là mình sẽ tiếp tục lên app. Sau đó là mình sẽ chọn cái vùng IP nha các bạn. Rồi đó, mình sẽ chọn Jakarta 22 nha anh em. Thì nói chung là các bạn cũng có thể chọn cái khác cũng được đó. Nói chung là thấy cái nào cũng ok hết. Cái nào màu xanh thì anh em cứ chọn thôi. Bây giờ là mình sẽ nhắn vào cái con hình con diều để mà mình mở. Thì anh em nhắn ok ha. Rồi sau đó các bạn tắt bỏ quảng cáo. Rồi sau đó là nó sẽ tự động nó kết nối cho các bạn ha. Anh em chờ khoảng tầm 5 đến 10 giây đó, cho nó kết nối thành công. Như vậy là thành công rồi nè các bạn. Đó, sau đó là mình sẽ vào Sacley nè. Và bây giờ nè, sau đây á thì cái phần này là quan trọng nhất. Các bạn tích vào cái phần tài khoản cho mình. Cái tài khoản của Sacley á, nó nằm ở trên đây nè các bạn. Các bạn đụng cho mình. Sau đó là các bạn chọn vô cái Gmail của các bạn để mà các bạn đổi sang một cái Gmail khác. Ok, sau khi đổi sang một cái Gmail khác thì mình sẽ vào phần mình tìm kiếm. Mình tìm kiếm cái ứng dụng Cloud Genshin nha các bạn. Rồi, nói các bạn, nó đã có ứng dụng Genshin này ha. Nó đã có ứng dụng Cloud Genshin rồi. Và có nhiều bạn nói với mình á, khi mà chuyển vùng này nè, thì mình chuyển lại cái vùng Việt Nam rất là khó. Nhưng các bạn ơi, khi mà các bạn chuyển vùng, sau đó là các bạn đổi cái Gmail ban đầu của các bạn á, các bạn tắt VPN đi và các bạn đổi lại cái Gmail ban đầu của các bạn á, thì các bạn sẽ không có phải bị chuyển vùng nữa nha. Tức là mỗi cái một cái Gmail thì nó sẽ có một vùng, thì anh em chỉ chuyển cái Gmail đó thôi, còn cái Gmail cũ của các bạn á vẫn là cái vùng đó. Đây, bây giờ mình sẽ tắt cái VPN bỏ. Rồi mình sẽ tắt VPN bỏ luôn đó. Sau đó là mình sẽ vào lại cái ứng dụng Sacley và mình chuyển về cái Gmail cũ cho các bạn xem ha. Các bạn thông cảm cho mình thì mình làm thời gian nó hơi mất thời gian xíu, nhưng mà mình phải nói cho những bạn nào mà cái thông tin mình không có được kiểu như là mình không có được biết gõ thì mình có thể gõ đây và mình vẫn còn tìm kiếm được Cloud nha. Bây giờ mình sẽ đổi về Gmail cũ. Đây, lúc này là mình đã đổi về cái Gmail trước đó rồi, thì các bạn mình sẽ tìm game Cloud Genshin Pass. Thì các bạn thấy không, nó không có ra, tức là mình vẫn có thể chuyển cái vùng về Việt Nam được. Chứ có nhiều bạn nói là không có chuyển được lại thì không đúng. Sau đó các bạn lại khuyến khích anh em là nên tải những cái app APK trên mạng như vậy. Ở trên APK Pro nè, thì nói chung á, là trên đây thì về cái độ an toàn á, thì mình không có dám nói. Nhưng mà các bạn phải biết là khi mà các bạn tải trên Sacley là một cái lựa chọn mà nó an toàn và nó sẽ có thể nạp tiền cho nó luôn. Và anh em tải APK thì nó hơi khó. Cho nên á, là nếu mà các bạn muốn khuyến khích anh em tải APK để đỡ mất thời gian á, thì vẫn được thôi. Nhưng mà mình thì sau này mình nạp thì nó hơi khó nè. Cái thứ hai nữa thì cái độ an toàn của nó thì nói chung 9-10 thôi, chứ nó cũng không có đảm bảo 100% được ha. Có nhiều bạn á, thường thường là anh em nhắn vô sách game thì nó sẽ hiện ra cái này nè, thì các bạn sẽ không có vào nữa. Nhưng mà các bạn nếu mà các bạn chịu nhắn nhiều lần á, thì các bạn sẽ vào được cái Cloud Game Genshin Pass này. Nhưng mà mình nói trước là khá là lâu. Và ở đây là cái cách mà duy nhất để mà chúng ta có thể vào chơi Cloud Genshin Pass. Thì nó đang tăng cường những cái server. Thì cái này phải mất một cái quá trình lâu nữa các bạn, chứ không phải là muốn làm là làm. Tại vì cái ứng dụng này nó đã có mặt trên Sacley rồi, cho nên là các bạn phải cố gắng chờ đợi. Cái cách mà để mà các bạn có thể vào được thì anh em cứ nhắn sách game, và sau đó là nó anh các bạn đợi cho nó ra cái hiện cái bảng chờ, thì các bạn có thể chờ đến lượt tiếp theo.
và cái thời gian chờ của nó khá là lâu. Thật sự là mình chờ, mình bấm cái này đã bạn, mình bấm cái này nọ thì mình bấm hết đâu đó khoảng tầm 3 phút. Sau khi mà mình bấm xong á thì nếu mà ok đó, mình bấm tầm 3 phút thì nó hiện ra bảng này. À, các bạn thắc mắc là cái bảng này thì sao? Cái bảng này là các bạn phải chờ nha. Cái bảng chờ này thì nói chung là nó chỉ là cái dự tính thôi, có thể cái thời gian nó sẽ nhiều hơn 10 phút. Đó, mình thì mình chờ tới đâu khoảng tầm nửa tiếng thôi các bạn, rất là lâu luôn á. Mặc dù cái lúc mình quay video này các bạn thì nó cũng là 12 giờ đêm rồi, nhưng mà nó thật sự chờ rất là lâu. Và cái cách mà để kiểm tra còn bao nhiêu người á thì các bạn có thể out ra ngoài và nó sẽ hiện một cái bảng thông báo lên giống như vậy. Tức là hiện tại cái số thứ tự của mình là 82 người và nó sẽ giảm từ từ xuống trong số 301 người. Thì các bạn phải chờ ha, rất là lâu. Thì nói chung là mình chờ hồi cũng có kết quả các bạn. Đây, nó để cái thời gian là ít hơn 1 min, sau đó mình sẽ enter, mình sẽ vào ha. Thì nói chung là các bạn cứ chờ đi, nó ra enter thì các bạn vào thôi. Đây là lúc mình vào, và lúc mình vào thì mình cực kỳ bất ngờ. Tại vì mình đã chơi Report Now và mình chơi rất là nhiều cái app mà Cloud Genshin rồi, nhưng mà thật sự là cái app này nó đỉnh vãi cái chữ nha anh em. Cái chữ của nó các bạn có thể đọc gõ từng chữ, nó như là mình chơi ở trên điện thoại thôi. Mình chỉnh chất lượng nó lên cao nha các bạn. Đó, thì mình sẽ chỉnh chất lượng nó lên cao như vậy. Mình chơi quen rồi. Bây giờ mình sẽ chọn cái server của mình chơi ha. Ở phần này thì các bạn không cần lock tài khoản, tại vì các bạn đã lock tài khoản trước đó rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ không phải lock tài khoản. Và nó cũng tương đối là nó easy, nó dễ. Nó nói chung là nó mọi thứ nó là đều ok. Và mình thấy trải nghiệm của mình cực kỳ tuyệt vời so với cái Report Now. Nhưng mà riêng về thời gian chờ á, thì nếu mà các bạn nào mà không thích chờ thì các bạn có thể inbox trực tiếp ở bên cái link Facebook của mình để dưới phần bình luận á, để các bạn có thể mua tài khoản Report Now Outpass nha. Thì mình có nhận tạo lấy phí, và anh em nào cần thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp vào bên cái Facebook của mình. Link thì sẽ để dưới phần bình luận ha. Rồi, nói về cái Cloud Game Genshin Pass thì thật sự là mọi thứ nó đều hơn Report Now. Chỉ có cái chờ đó là nói chung là nó thua thôi. Còn lại mọi thứ mình thấy là nó đều ăn Report Now nha. Nhưng mà đương nhiên là có nhiều bạn sẽ nói là: anh ơi, em chơi chưa được mượt lắm. Nhưng mà các bạn ơi, khi mà các bạn chơi trên Cloud Genshin Pass á thì cái mạng của các bạn rất là quan trọng. Thì các bạn có thể thấy là ở bên cái phần ping của mình 56 thì nó chỉ tương đương với 56 thôi. Mình chơi nhiều khi nó chưa được chuẩn lắm. Còn nếu mà mình chơi mạng di động á, nó mạnh á, thì nó sẽ còn mượt hơn như vậy nữa. Như vậy mà nó đã mượt rồi. Nó đã mượt so với những cái app Cloud rồi, các bạn hiểu không? Mình cảm thấy là mình chơi giống như là mình đang chơi ở trên chơi trực tiếp trên chiếc điện thoại của mình luôn, chứ không phải thông qua một ứng dụng đám mây nào hết. Tại vì cái trải nghiệm của mình đối với cái Cloud Game Genshin Pass này thật sự là tuyệt vời. Nếu mà sau này Cloud Game Genshin Pass mà nếu mà ra nhiều server và sẽ không có bị chờ. Tại vì khi mà các bạn nạp tiền vào, các bạn mua thời gian mà còn bị chờ như vậy nữa thì nó rất là ức chế. Đó, nếu mà mua thời gian mà không bị chờ á, thì anh em nên đầu tư. Tại vì mình thấy cái này nó quá ok. Còn hiện tại nó bị chờ như vậy á, đối với những bạn học sinh không có thời gian á, thì các bạn chơi anh em hơi bị ức chế ha. Cho nên là mình nghĩ là các bạn nên sử dụng Report Now trong thời gian này để cho Cloud khắc phục được cái tình trạng này, thì chúng ta sẽ vào chơi ha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video, và đây là những cái phần chia sẻ của mình để cho các bạn. Mình không biết là nó có giúp ích cho các bạn không, nhưng mà nếu mà nó có giúp ích cho các bạn thì anh em đừng quên là cho mình xin một lượt like. Và cái việc đăng ký kênh thì là các bạn hãy đăng ký kênh lại, để đầu tháng chúng ta sẽ biết thêm nhiều cái thông tin về Report Now cũng như là Cloud Genshin Pass. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video, và bây giờ thì bye bye.